chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng. Bà con và các bạn thân mến, chăm sóc cà phê mùa mưa thì ngoài vấn đề dinh dưỡng là thiết yếu, việc phòng trừ các loại dịch bệnh cũng hết sức cần thiết. Trong chuyên mục kỳ này, mời bà con và các bạn cùng các chuyên gia của công ty Syngenta Việt Nam tìm hiểu về cách phòng trừ dịch hại trên cây cà phê thời điểm hiện tại. Mùa mưa là thời điểm dịch bệnh tấn công mạnh trên cây cà phê, khiến cây cà phê suy yếu. Nếu không kịp thời xử lý, sẽ khiến cây cà phê giảm năng suất một cách nghiêm trọng. Bởi đây cũng là thời gian cây cà phê nuôi trái non, chuẩn bị cho vụ mùa mới. Những bệnh về rễ là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cây bị suy kiệt nhanh chóng. Đối với cái cây cà phê thì trong quá trình canh tác của bà con nông dân chúng ta thì gặp rất là nhiều khó khăn. Đặc biệt là cái vấn đề về dịch hại tấn công gây hại trên cái bộ rễ của cây. Nếu mà nói về cái dịch hại tấn công gây hại trên bộ rễ thì chúng ta phải đề cập tới hai cái tác nhân chính. Cái thứ nhất đó là tuyến trùng và thứ hai là nấm bệnh. Thì về tuyến trùng thì trên cái những cái vùng đất mà bà con canh tác cây cà phê lâu năm thì do nó phát triển nhiều năm, bà con không có một cái chế độ canh tác hợp lý. Cho nên là cái tuyến trùng nó sẽ tích lũy mật số và nó từng ngày, từng tháng hoặc là từng năm thì cái mật số nó sẽ càng lúc càng cao lên. Và tuyến trùng thì nó tấn công cái bộ rễ của cây trồng của chúng ta bằng cách là nó chích hút cái nhựa, chích hút dinh dưỡng của rễ cây. Thì trong quá trình chích hút như vậy thì nó sẽ làm cho cái cây của chúng ta nó bị phát triển kém đi, cây cằn cỗi và bộ lá vàng, ngã vàng và đôi khi thì có thể gây chết cục bộ ở trong vườn của bà con. Một cái vấn đề nguy hiểm hơn nữa đó là cái việc tấn công gây hại của tuyến trùng nó sẽ mở đường cho một số những cái loại nấm bệnh nó gây hại cho cái bộ rễ. Mà một cái loại nấm, hai trong số những cái loại nấm phổ biến đó là cái Phytophthora và cái Fusarium. Thì đây là hai cái đối tượng cơ hội nó đi theo những cái vết thương do cái tuyến trùng tấn công để mà nó gây hại cho cái bộ rễ cây cà phê của chúng ta. Ngoài vấn đề về bộ rễ cây ra, thì các loại dịch bệnh xuất hiện trên lá cũng khiến cây cà phê bị giảm đáng kể chất lượng cũng như năng suất. Những bệnh thường gặp trên lá như nấm hồng, tháng thư, rỉ sắt sẽ làm cho cây bị vàng lá, khô cành, khô quả và khó hấp thụ được dinh dưỡng. Bên cạnh những cái đối tượng mà gây hại cho cái bộ rễ của cây trồng của chúng ta thì trên cái lá của cái cây cà phê, trên cái tán lá của cây cà phê cũng có một số được những cái đối tượng gây hại, nấm gây hại trên bộ lá. Nếu mà nói về nấm gây hại trên bộ lá thì có thể kể đến một số những cái đối tượng như là cái bệnh rỉ sắt, bệnh đốm lá và cái bệnh nấm hồng. Thì cái bệnh rỉ sắt thì thông thường bà con chúng ta có thể phát hiện thấy trên lá nó có xuất hiện những cái đốm màu vàng. Và nếu bà con lật mặt dưới của cái lá lên thì chúng ta sẽ thấy có những cái khối bào tử nó đóng ở bên dưới cái vết bệnh. Còn cái bệnh nấm hồng thì bà con nếu mà chúng ta phát hiện thì rất cũng tương đối dễ thôi. Bà con thấy nó có những cái bào tử nấm nó tạo ra một cái những cái vệt bào tử màu hồng ở trên cái đoạn thân mà nó bị gây hại. Thì chúng ta thấy nấm hồng có thể tấn công trên cả trái, trái non, trái già và cả trên cành nữa. Còn cái bệnh đốm lá thì nó cũng có thể tấn công trên lá tương tự như là cái bệnh rỉ sắt. Tuy nhiên thì cái triệu chứng nó không có những cái vết màu vàng đặc trưng như là rỉ sắt. Thì ba cái bệnh đó tôi nghĩ là những cái đối tượng khá phổ biến trên cái cây cà phê. Để phòng chống tác nhân gây hại trên cà phê, bà con nông dân đã áp dụng rất nhiều cách từ biện pháp sinh lý đến biện pháp hóa học. Ngoài việc phải tỉa cành tạo tán hợp lý, bón phân cân đối, sử dụng các loại nấm đối kháng giúp cây trồng tăng khả năng chống chịu với dịch bệnh, thì áp dụng các biện pháp hóa học một cách kịp thời, đầy đủ cũng sẽ giúp cây trồng phòng chống với các loại sâu bệnh hại. Nhà nông Nguyễn Xuân Báo ở xã Lục Nam, huyện Bảo Lâm có 3 hectare đất canh tác nông nghiệp, chủ yếu trồng cà phê, bơ và sầu riêng. Qua hàng chục năm canh tác, ngoài những kinh nghiệm chăm sóc cây trồng hiệu quả, thì một trong những bí quyết giúp khu vườn của ông luôn đạt năng suất cao, hạn chế tình trạng rụng quả là việc sử dụng các sản phẩm của công ty Syngenta Việt Nam. Những cái Anvin này, rồi mấy cái thứ thuốc mà bảo vệ rễ, bảo vệ cho cây á, thì ta cũng đưa lên, ta đã sử dụng thời gian rất chi lâu rồi. Nếu mà đang sử dụng cái thuốc đó thì công hiệu cực cao. Diamin này là Anvin thì nếu mà như mà cái cây mà sầu riêng á, lúc mà nó đang ra đọt đó, mà ví dụ như đang ra đọt mà đây xịt một cái là chống đụng trái là rất hiệu quả. Không chỉ riêng nhà nông Nguyễn Xuân Báo mà rất nhiều nông dân khác cũng tin tưởng vào những loại thuốc bảo vệ thực vật mang nhãn Syngenta. Thì đa số nếu mà bây giờ sử dụng Envin thì nó Envin là nó này thuốc lắm. Thường thì mình sử dụng Envin với lại Syngenta chai nhỏ. Thì nếu mà hòa chung với nhau xịt là thấy hiệu quả.
Syngenta là một trong những nhãn hàng thuốc bảo vệ thực vật được người nông dân biết đến rất nhiều trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đa dạng chủng loại và hiệu quả trên nhiều loại nấm bệnh, thân thiện với môi trường là những tiêu chí hàng đầu mà các sản phẩm này hướng tới. Như chia sẻ của bà con nông dân, thì những dịch bệnh xuất hiện trên lá sẽ được xử lý triệt để nếu áp dụng theo đúng quy trình mà công ty đưa ra. Để quản lý tốt ba đối tượng đó thì bà con có thể sử dụng cái sản phẩm rất là hiệu quả hiện nay, đó là cái sản phẩm Anvin. Thì Anvin là một cái sản phẩm nó có khả năng nổi hấp rất là tốt vào bên trong thân lá của cái cây cà phê sau khi mà chúng ta xử lý. Đối với cái liều dùng thì bà con chúng ta chỉ cần pha khoảng nửa lít hay là 500ml trên cho 200 lít nước, và cứ như vậy bà con có thể phun đều trên cái tán lá của cây cà phê, thì như vậy thì nó có thể kiểm soát tốt được cái bệnh, ba cái bệnh quan trọng đó trên cái bộ lá của cây cà phê của chúng ta. Ngoài xử lý bệnh trên lá thì việc trị bệnh tận gốc rễ là yêu cầu rất quan trọng. Các loại tuyến trùng tấn công rễ nếu không được phát hiện và xử lý ngay thì hậu quả sẽ khiến cây cà phê suy yếu, vàng lá, không thể phát triển được, cùng với đó sẽ là thiệt hại lớn đến năng suất của bà con nông dân. Chính vì vậy, các biện pháp phòng chống tuyến trùng cần được thực hiện đồng bộ. Đầu tiên là những biện pháp canh tác. Đối với cái đối tượng dịch hại là tuyến trùng thì bà con chúng ta cũng theo dõi thật là sát sao. Bởi lẽ là nếu mà tuyến trùng thì nó có nhiều loài tuyến trùng. Có những loài tuyến trùng nó gây hại, nó tạo cái u bú ở trên cái bộ rễ thì bà con có rất là dễ phát hiện. Khi mà bà con xới xáo cái bộ rễ thì bà con thấy cái rễ của nó sẽ không có suông, không có mượt mà nó có những cái khối u. Thì cái đó là do một cái loại tuyến trùng có tên là Medelosin. Ngoài ra thì nó cũng có một loại tuyến trùng gây hại mà nó không để lại cái vết u bú như vậy, và nó làm cho cái bộ rễ bị lở lét. Thì đó là những cái vết thương mà nấm bệnh có thể rất là dễ dàng xâm nhập vào bên trong. Thì bà con chúng ta phải theo dõi thường xuyên cái vườn cà phê của mình để có một cái chế độ quản lý các đối tượng gây hại này một cách hữu hiệu nhất. Thì đối với tuyến trùng thì bà con chúng ta có thể là áp dụng cái giải pháp tổng hợp. Có nghĩa là ngay từ đầu thì bà con, khi mà bà con thiết kế một cái vườn trồng mới thì nên chọn những cái giống cà phê nó khỏe, nó sạch bệnh, cây giống ở những cái nơi nó có uy tín. Và trong quá trình canh tác thì bà con chúng ta cũng phải bón phân một cách cân đối hợp lý, tưới tiêu cho nó thật là chủ động để cho cái vườn cà phê của mình nó phát triển khỏe. Thì khi nó phát triển khỏe như vậy thì nó có thể lướt qua những cái điều kiện gây hại của các đối tượng dịch hại nói chung. Và trong đó thì có tuyến trùng và một số loài nấm gây hại rễ. Đến giải pháp cuối cùng thì bà con chúng ta mới sử dụng tới cái giải pháp hóa học. Thì hiện nay trên thị trường nó cũng có rất là nhiều những loại thuốc có thể kiểm soát được tuyến trùng. Tuy nhiên thì cái vấn đề mà bà con cần phải lưu tâm đó là làm sao chúng ta chọn được những cái sản phẩm mà nó có khả năng an toàn cho môi trường, an toàn cho sức khỏe của người sử dụng. Hiện nay thì công ty Syngenta Việt Nam vừa đưa ra thị trường một cái sản phẩm, đó là cái tại Vigo. Thì đây là một cái sản phẩm có khả năng trừ rất là hữu hiệu tuyến trùng gây hại trên cái rễ của cây trồng nói chung, và trong đó thì có cây cà phê của chúng ta. Thì cái Tevigo đây là một cái sản phẩm mà nó có cái hiệu quả rất là tốt. Trong bên cạnh cái việc mà kiểm soát tốt tuyến trùng thì nó còn cung cấp cho cái rễ cây trồng của chúng ta một cái lượng vi lượng đó là sắt. Thì sắt là một cái loại vi lượng rất cần thiết cho cây trồng. Thì khi mà chúng ta xử lý cái Tevigo cho cái cây cà phê thì cây cà phê nó sẽ hấp thu được cái vi lượng sắt này. Thì sắt nó sẽ giúp cho cây cà phê có cái màu xanh tốt hơn, và sau đó thì cái rễ mới nó sẽ ra nhiều hơn. Thì đó là cơ sở để cho cái cây cà phê mình có thể phục hồi nhanh sau khi mà chúng ta xử lý tuyến trùng xong. Nếu mà nói về cái liều dùng thì cái Tevigo, bà con chúng ta có thể là pha 1cc cái Tevigo hay là 1ml Tevigo cho 1 lít nước, và bà con chúng ta tưới vào trong cái vùng rễ của cái cây trồng, của cây cà phê của chúng ta. Thì đối với một cái gốc cà phê, tùy theo cái cà phê tuổi lớn hay tuổi nhỏ, tàn lớn hay tàn nhỏ, thì bà con chúng ta có thể tưới từ 5 cho tới 15 lít nước sau khi mà pha với cái tỷ lệ như vậy. Thì như vậy thì nếu như cái vườn của bà con mà nó đang bị tuyến trùng gây hại nặng thì bà con có thể tưới 2 lần liên tục, cách nhau từ khoảng 15 cho tới 25 ngày. Rồi sau đó thì cứ đầu mùa mưa và cuối mùa mưa bà con chúng ta cứ lặp đi lặp lại một lần như vậy. Đầu mùa mưa chúng ta xử lý một lần và cuối mùa mưa chúng ta xử lý một lần, như vậy thì nó sẽ ngăn ngừa được tuyến trùng trong suốt cả năm. Đúng bệnh, đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời điểm là những yếu tố giúp cho việc phòng trừ dịch hại một cách hiệu quả hơn. Để đạt được những điều đúng nêu trên,
công ty Syngenta đã phối hợp cùng với nhiều đơn vị phân phối khác tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo đầu bờ để giải đáp những thắc mắc trong quá trình canh tác của bà con nông dân, hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc một cách khoa học nhất. Đồng thời để tri ân khách hàng, đơn vị này hàng năm còn thường xuyên đưa ra những chương trình khuyến khích tiêu dùng bằng những giải thưởng giá trị. Syngenta là một công ty hàng đầu ở trên thế giới về nghiên cứu và phân phối sản xuất thuốc bảo vệ thực vật. Thì công ty Syngenta Việt Nam đã phát triển cái kinh doanh của mình đã và nhiều thập kỷ qua ở Việt Nam và được bà con nông dân chúng ta hết sức ủng hộ. Thì để tri ân những cái tình cảm, cái sự tin tưởng và ủng hộ sử dụng cái bộ sản phẩm giải pháp của Syngenta do công ty VFC phân phối, thì ban giám đốc của hai công ty đã quyết định đầu tư khoảng hơn 3 tỷ rưỡi đồng để thực hiện cái chương trình cào thả ga quả bao la. Và trong cái khuôn khổ chương trình này thì sẽ có khoảng 16 chiếc xe Honda Future, 100 cái TV smart, từ TV thông minh, smart TV và nhiều cái giải thưởng khác. Thì chương trình này được thực hiện từ ngày 10 tháng 5 cho đến ngày 31 tháng 7 và cho đến hiện tại thì đã hơn 7 bà con nông dân đã trúng xe Future và hơn 50 nông dân đã trúng TV cùng nhiều giải thưởng khác. Thì chương trình vẫn tiếp tục từ đây cho đến 31 tháng 7 và rất mong bà con tin dùng sản phẩm Anvin và tiếp tục ra các cái đại lý của công ty VFC để mua sản phẩm này và cào để trúng các cái phần thưởng có giá trị. Và nhân đây tôi cũng khuyến cáo, tức là hiện nay ở trên thị trường có rất nhiều cái sản phẩm nhái của Anvin, thì để mà bà con mua đúng cái hàng Anvin chính hiệu và tránh cái sự thiệt hại cho bà con, thì bà con ra mua cái sản phẩm Anvin này tại các cái đại lý do công ty VFC phân phối. Hiệu quả thực sự trên cây trồng là mục tiêu cuối cùng mà nhãn hàng thuốc bảo vệ thực vật này luôn hướng tới. Tồn tại vài chục năm và nhận được sự tin tưởng của đông đảo bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là minh chứng đầy đủ nhất cho những loại thuốc bảo vệ thực vật của Syngenta. Và với hướng đi không chỉ bảo vệ mùa màng cây trồng mà còn hướng đến những sản phẩm sinh học thân thiện với môi trường, tin rằng Syngenta Việt Nam sẽ mang đến cho bà con nông dân những vụ mùa bội thu. Cào thả ga, quà bao la, thì quý bà con mua chai Nutec 300cc hoặc Anvin 5cc trên thân chai có dán nhãn chương trình cào thả ga quà bao la, bà con hãy cào thường chán bạc để nhận một mã số dự thưởng và có cơ hội trúng các giải thưởng giá trị: 16 giải nhất xe Honda Future, 100 giải nhì TV 32 inch và hàng trăm ngàn giải thưởng thẻ cào điện thoại, tổng giá trị giải thưởng hơn 3,5 tỷ đồng. Chương trình bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 31 tháng 7 năm 2018. Bà con và các bạn thân mến, kỳ trước chúng ta đã cùng tìm hiểu cách làm chuồng ấm cho vịt con. Trong phần cuối chuyên mục kỳ này, mời bà con và các bạn tiếp tục theo dõi những phương pháp cung cấp thức ăn cho vịt con. Cung cấp đầy đủ nguồn nước cho đàn vịt con, đặt máng uống có độ nông vừa phải bên trong chuồng, đảm bảo vịt có thể dùng mỏ để uống nước mà không cần phải cúi cả đầu xuống. Bắt đầu tập cho vịt ăn bằng những mẫu thức ăn nhỏ. Vịt con sẽ không ăn được thức ăn trong vòng 24 giờ mới nở, vì sau khi nở ra, trong bụng chúng còn chứa lượng lòng đỏ có tác dụng tiếp tục cung cấp dưỡng chất cho vịt. Bổ sung lòng đỏ trứng cho vịt còn non yếu. Vịt con quá yếu cần được cung cấp dinh dưỡng trong lòng đỏ trước khi chúng có thể tự ăn được những mẫu vụn thức ăn khác. Cho vịt ăn cháo đậu nghiền nhừ với lòng đỏ trứng đến khi chúng cảm thấy thích thú hơn với những mẫu thức ăn vụn. Vịt con lớn rất nhanh nên chúng sẽ ăn bất cứ khi nào chúng cảm thấy đói. Vịt con cần nước uống để nuốt thức ăn dễ dàng hơn. Vì vậy chú ý cung cấp nước đủ mọi lúc. Sau khoảng 10 ngày, vịt có thể ăn được những viên thức ăn giống như lúc mới tập ăn, nhưng có kích thước lớn hơn. Khi vịt lớn lên tầm sau 16 tuần tuổi, chúng có thể ăn được thức ăn dành cho vịt trưởng thành. Vịt có thể ăn trái cây và rau đã được thái mỏng và vài mẫu thức ăn nhẹ, nhưng cần đảm bảo bữa ăn chính vẫn phải là loại thực phẩm dành cho vịt. Không nên để vịt con ăn thức ăn dành riêng cho gà con. Thành phần dinh dưỡng trong thức ăn của gà không tương thích với vịt con. Tuyệt đối không cung cấp thực phẩm chứa thành phần thuốc hóa học cho vịt. Nó có thể gây hại đến các cơ quan trong cơ thể vịt. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông tuần này xin khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.